trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam, những trận đầu đánh Mỹ của những người lính quân giải phóng, trích hồi ký của người lính quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 3 năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam. Chiến trường khu 5 là một trọng điểm, mở đầu phong trào đánh Mỹ là địa bàn tỉnh Quảng Nam, sau đó là Bình Định và Phú Yên, tại tỉnh Bình Định những trận đánh đẫm máu giữa lực lượng của sư đoàn 3 với quân Mỹ ở thung lũng Thuận Ninh huyện Bình Khê, tiếp đến trên cánh đồng Long Giang, Lộc Giang huyện Hoài Ân, chợ gồm, núi một huyện Phú Cát và một số nơi khác, đã mở đầu giai đoạn đánh Mỹ quyết liệt đầu mùa khô lần thứ nhất. Đầu đầu cũng dấy lên phong trào thi đua diệt Mỹ, với khẩu hiệu nổi tiếng lúc bấy giờ là tìm Mỹ mà đánh, gặp ngụy là diệt. Đối với tôi, trận chiến đấu đánh Mỹ dưới đây là trận đầu tiên tôi và nhiều đồng chí khác được tham gia đêm Noel 1966, Sư đoàn Bộ binh 3 quân khu 5, trực tiếp là Trung đoàn Bộ binh 22, đánh trận tập kích tiểu đoàn pháo binh và một tiểu đoàn thiếu bộ binh thuộc Sư đoàn không vận số 1 Mỹ, đóng tại Gò Xuân Sơn, huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định. Tiểu đoàn pháo này trang bị các loại lựu pháo 105 đến 155 ly và pháo tự hành 175 ly, chi viện cho các lực lượng bộ binh Mỹ trong phạm vi bán kính từ 10 đến 15 km. Đây là trận đánh tập kích hợp đồng binh chủng, quy mô cấp trung đoàn tăng cường, đối tượng là lính Mỹ, công sự vật cản sơ sài ở địa hình giáp danh miền núi. Chủ yếu địch dựa vào sức mạnh của pháo binh và máy bay trực thăng. Trận đánh đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ, không bao giờ quên. Gò Xuân Sơn so với địa hình xung quanh cao hơn một đường bình độ, nơi mà trước đó không lâu, sư đoàn 3 đã làm thao trường để luyện tập. Chiều dài Gò Xuân Sơn khoảng 350 mét, rộng trên 200 mét, xung quanh có các thửa ruộng nhỏ, có nước và đã bỏ hoang từ lâu. Phía tây có con sông Kim Sơn, mùa khô lội qua được, con sông ôm lấy một phần ba quả đôi về hướng tây nam. Phía đông và đông nam là những gò đất trống, xen kẽ các khoảnh ruộng, lau lách mọc um tùm. Về phía tây bắc gần một cây số là những dãy rừng già, rừng tái sinh liên hoàn. Xa xa về hướng đông bắc là làng mạc thuộc cách xã Ân Tín, Ân Tường, Ân Hảo huyện Hoài Ân. Nơi đây, làng mạc, đồng ruộng bị đạn, bom cày sới bỏ hoang, không một bóng người. Nhân dân bị dồn vào các ấp chiến lược, chỉ còn lại lực lượng du kích và những người trí cốt với cách mạng mới dám ở lại cùng với bộ đội chủ lực, ngày đêm bám trụ, chiến đấu với địch. Đúng vào đêm Noel, trời rét như cắt da thịt, Trung đoàn Bộ binh 22, do đồng chí Sơn Diệp, Trung đoàn trưởng chỉ huy thực hành tiến công căn cứ pháo binh địch, hướng tiến công chủ yếu là Đông Bắc. Hướng này, ta có nhiều thuận lợi về địa hình, hướng phối hợp là hướng đông nam. Hai hướng này đều nằm về phía đông sông Kim Sơn. Sư đoàn còn tổ chức thêm hướng Dương Công về phía tây căn cứ địch và cũng diễn ra ở phía bờ tây sông Kim Sơn. Đêm cuối tháng, trời tối đen như mực, khí hậu về đêm lạnh buốt. Tôi còn nhớ, cách đây mấy hôm, tôi dẫn đoàn cán bộ đi trinh sát điều nghiên, do trời lạnh và tinh thần căng thẳng mà cổ họng tôi ngứa rát. Tôi cố nín nhịn để khỏi phát ra tiếng ho, khi đang gần địch có mấy chục mét nhưng càng nhịn lại càng như tắt thở không sao chịu được ruột gan cuộn lên như sắp trồi ra nơi cuống họng tôi phải nằm úp xuống đất đào bới một lỗ nhỏ cho miệng vào đó để nếu bị cơn ho ập đến thì đỡ bớt được tiếng động hai tay tôi cào cấu xung quanh vớ được lá gì cây cỏ gì đều cho vào miệng nước mắt nước mũi trào ra nhưng rồi tiếng ho vẫn cứ phụt ra ục ục mọi người lạnh cả xương sống may sao địch vẫn không phát hiện được còn đêm nay giờ gờ sắp đến. Vào giờ này, nhân dân Mỹ nói chung, binh lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam nói riêng có lẽ đang cầu nguyện, mong Chúa đem lại phước lành cho họ trong cuộc chiến tranh này. Bọn diều hâu, hiếu chiến, đâu có biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi, cái tiểu đoàn pháo binh đầy tội lỗi kia sẽ phải đền tội trước Chúa. Nhiệm vụ của tôi trong trận này là một trinh sát viên, dò gỡ mìn địch, đưa đội hình bộ binh và chiếm lĩnh trên hướng tiến công chủ yếu của trung đoàn. Sau khi bộ binh phát triển chiến đấu trong trung tâm trận địa địch thì tôi cùng với tiểu đội công binh phá hủy các khẩu pháo của chúng. Trước giờ G15 phút, tôi đã ở bên này bờ ruộng 20 mét. Bên kia là tiền duyên địch. Nhìn qua màn đêm lờ mờ, tôi thấy một dãy công sự được xếp bằng bao cát nằm trên sườn gò thoai thoải, cách bờ ruộng chừng 10 mét. Phía sau, trên cao là những ngôi nhà vải bạt được căng trên các hầm thùng, chúng tôi gọi là hầm bò. Phía sau tôi là những cán bộ chỉ huy trên hướng này, cúi lom khom, bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc quyền và hiệp đồng lần cuối tại thực địa trước khi nổ súng. Tôi men theo bờ ruộng để tiếp cận sườn gò bên kia. Khát nước quá, tôi vụt miệng xuống ruộng tập một ngụm nước. Một con đỉa dài gần bằng gang tay bám ngay vào môi dưới của tôi. Sợ quá, tôi kéo mãi mới bứt được con đỉa ra khỏi miệng. Đỉa ở đây rất nhiều, cổ chân tôi đỉa bám đầy. Mặc kệ, tôi vẫn bí mật trườn lên và gỡ được một trái lựu đạn mỏ vịt, một quả mìn chiếu sáng. Lúc này cũng sắp đến giờ nổ súng, đội hình trên các hướng cũng đã triển khai xong. Đồng chí Thiếu tá Trần Khánh Tường chủ nhiệm công binh sư đoàn lệnh cho tôi lui về sở chỉ huy trung đoàn 22, đặt ở một gò đất cách mục tiêu địch khoảng 250m trên hướng tiến công chủ yếu, bên cạnh là khẩu pháo bắn thẳng DKZ75ly, sát phía trước là một tiểu đoàn bộ binh tiến công trên hướng chủ yếu. Vì sao tôi lại được điều ra đây và vì sao đồng chí Trần Khánh Tường chủ nhiệm công binh sư đoàn lại ở đây? trực tiếp ra lệnh cho khẩu DKZ75 bắn hết quả đạn này, tiếp đến quả đạn khác vào mục tiêu. Sau này tôi mới được biết là chủ nhiệm công binh điều tôi ra đây, có nghĩa là tôi đã làm xong nhiệm vụ được giao. Còn việc đồng chí có mặt trên hướng tiến công chủ yếu và trực tiếp chỉ huy hỏa lực là do cương vị và vị trí của một chỉ huy trung đoàn. Sau trận này có thể đồng chí sẽ được bổ nhiệm lên làm trung đoàn trưởng. Khi lùi ra tôi mang theo luôn những quả mìn, quả lựu đạn gỡ được của địch và đã vô hiệu hóa chúng không giờ lệnh nổ súng bắt đầu cả một khu vực đang im lặng bỗng rung chuyển bởi tiếng pháo cối tiếng mìn tiếng bộc phá nổ vang trời dậy đất rồi đến tiếng gầm rú của máy bay trực thăng máy bay phản lực xé nát không trung mắt tôi hoa lên tai bị điếc đặc bởi tiếng nổ đầu nòng của khẩu súng dkz bên cạnh đã quen với những trận đánh trước tôi không còn run nữa mà chỉ cảm thấy nỗi bức xúc dồn nén từ tối đến giờ đã được giải thoát lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, lâng lâng, sau khi đã hoàn thành phần việc của mình. Tất cả các loại hỏa lực của ta, từ các hướng rót vào trận địa địch, cả một tiểu đoàn pháo binh Mỹ đóng trên gò Xuân Sơn hoàn toàn bị tê liệt, không kịp phản ứng. Dưới ánh trăng muộn màng của đêm cuối tháng, cùng với ánh đèn rủ vàng vọt từ chiếc máy bay Dakota thả ra, của các trận địa pháo xung quanh bắn lên bộ binh ta ảo ạt, dũng mãnh, xông lên diệt địch anh Trần Khánh Tường và tôi lao theo sau đội hình bộ binh, vượt qua cửa mở, đến lô cốt đầu cầu. Lô cốt đầu cầu ở đây, thực chất là một ụ súng, được đắp nổi, được xếp bao cát thành một vành bán nguyệt, cao khoảng 60-80cm. đến 80 cm. Hỏa điểm là một khẩu đại liên 30. Phía sau hỏa điểm này là cái hầm bò, chiều rộng khoảng 2m, chiều dài khoảng 2 mét rưỡi phía trên phủ bạt. Tôi và anh Tường vừa bước lên, thì phát hiện một nòng súng thỏ ra. Anh Tường la lên, Hồng đâu? Tôi liêng ngay vào đó mấy loạt đạn. Hai anh em nhảy xuống hầm thì thấy ba tên Mỹ và khẩu đại liên đã cháy đen, khét lẹt. Đây là mục tiêu đầu tiên trước tiền duyên của địch, bị DKZ của ta xóa sổ. Tiểu đội công binh, do anh được, tiểu đội trưởng chỉ huy, mang theo bộc phá, bám sát sau đội hình bộ binh. Anh em leo lên những khẩu pháo vừa mới chiếm được, cho thuốc nổ vào nòng, và hộp tiếp đạn để phá hủy chúng. Anh được leo lên một khẩu pháo 155mm, toàn thân anh nằm dài trên nòng pháo để đưa thuốc nổ vào, thì bị trúng đạn, rơi xuống đất. Anh đã hy sinh. Mặc cho máy bay trực thăng quần lượn trên đầu, đạn pháo địch rơi xung quanh trận địa, máy bay phản lực gầm rú, xé nát bầu trời. Tiểu đội công binh vẫn tiến hành phá hủy hết khẩu pháo này đến khẩu pháo khác. Cho đến khi bộ binh ta hoàn toàn làm chủ trận địa, cũng là lúc công binh chúng tôi phá hủy được toàn bộ 11 khẩu pháo. Ta bắt sống được một tên tù binh Mỹ, Tiểu đoàn pháo binh địch đóng trên gò Xuân Sơn bị xóa sổ. Mất một tiểu đoàn pháo binh là mất một chỗ dựa quan trọng của lính bộ binh Mỹ, địch điên cuồng cho máy bay và các trận địa pháo ở những khu vực lân cận bắn phá khắp nơi. Từng đàn máy bay trực thăng đổ quân chặn đường rút lui của quân ta và càn quét suốt một tuần lễ từ huyện Hoài Ân đến huyện An Lão tỉnh Bình Định. Sau trận tập kích tiêu diệt tiểu đoàn pháo binh Mỹ ở Xuân Sơn và nhiều trận đánh khác, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học bổ ích nhiều kinh nghiệm đánh mỹ quý báu những bài học đầu tiên đánh mỹ có tính nguyên tắc đó là việc đánh giá về khả năng chiến đấu sức mạnh của pháo binh máy bay mỹ trên chiến trường việt nam về khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực của quân khu với lính bộ binh mỹ từ trận tiến công tiêu diệt đồn phú cũ với đối tượng tác chiến là quân đội sài gòn có công sự vật cản phức tạp đến trận tập kích tiêu diệt căn cứ pháo binh ở xuân sơn đối tượng là lính mỹ thuộc sư đoàn không vận số thiện chiến được trang bị tối tân hiện đại là một khoảng thời gian không dài nhưng sư đoàn đã giành được thắng lợi một cách tốt đẹp, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Điều đó nói lên trình độ tác chiến tập trung, hợp đồng binh chủng của bộ đội chủ lực ta trên địa bàn quân khu 5 đã có bước tiến bộ vượt bậc trên nhiều mặt. Lúc bấy giờ, Quảng Nam, Đà Nẵng là ngọn cờ đi đầu diệt Mỹ của cả nước bằng những trận đánh với lực lượng ít mà đã tiêu diệt được nhiều sinh lực bộ binh, bắn cháy được nhiều máy bay, xe tăng Mỹ, ở tỉnh Bình Định cũng có nhiều trận đánh Mỹ liên tiếp nổ ra. Trận đánh Mỹ của Trung đoàn Bộ Binh số 2 ở Suối Đá Tượng, ở Thung Lũng Thuận Ninh, trận đánh quân Mỹ của Trung đoàn Bộ Binh 12 ở Long Giang, Lộc Giang xã Mỹ Lộc, là những trận điển hình của chủ lực ta ở khu 5. Những thắng lợi bước đầu trong giai đoạn trực tiếp chiến đấu với binh lính Mỹ trên chiến trường đã chứng minh cho quan điểm lấy ít thắng nhiều, lấy yếu tố tinh thần dũng cảm, mưu trí, linh hoạt, đánh thắng một đối tượng quân đông, vũ khí trang bị hiện đại, nhưng lại có nhiều yếu điểm không thể khắc phục được ý chí quyết tâm đánh mỹ và khả năng giành thắng lợi đã được khẳng định trên chiến trường điều đó đã có tác động lớn lao đối với quân và dân ta đây là tiền đề hết sức quan trọng để giành thắng lợi trong những trận đánh tiếp theo giải quyết được một cách cơ bản về tư tưởng và hành động dám đánh và biết đánh thắng mỹ góp phần cùng với toàn quân và toàn dân ta đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của mỹ ở miền nam trước mắt giành thắng lợi trong hai cuộc phản công chiến lược của mỹ mùa khô 1966-1967 trên chiến trường. Sư đoàn bộ binh 3 quân khu 5, lúc mới thành lập, có hai đại đội công binh. Mỗi đại đội, lúc đầu có những sở trường riêng và đảm nhiệm các nhiệm vụ riêng, do đồng chí Trần Khánh Tường, chủ nhiệm công binh sư đoàn trực tiếp chỉ đạo. Đồng chí là một cán bộ nhanh nhẹn, sâu sát và có năng lực. Trong cuộc chiến tranh này, nhiệm vụ của binh chủng công binh nói chung và công binh của sư đoàn nói riêng rất nặng nề và phức tạp dưới sự chỉ huy của đồng chí và sự tận tình, tận tâm của hàng ngũ trợ lý đã tạo nhiều thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sau trận tập kích tiểu đoàn pháo binh Mỹ ở Xuân Sơn, đồng chí được phong hàm trung tá. Tiếc thay chưa nhận được quyết định, đồng chí đã bị hy sinh trong trận bố giáp bằng máy bay trực thăng của Mỹ mùa khô 1967 tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Là những chiến sĩ dưới quyền, chúng tôi rất thương tiếc đồng chí. Đó là một cán bộ mẫu mực, một đảng viên kiên cường, một người con xuất sắc của quê hương Quảng Trị. Tôi được biên chế vào đại đội 2, đại đội trưởng là đồng chí Ngô Quỳ, thay đồng chí Lê Xuân Chi đã hy sinh, chính trị viên vẫn là đồng chí Trần Hữu Biển. Đại đội tôi đóng quân tại xóm Mít, Vạn Tín, Vạn Trung thuộc huyện An Lão, nay thuộc huyện Hoài Ân. Còn đại đội 1, đại đội trưởng là đồng chí Trương, chính trị viên là đồng chí Tương, đóng quân ở xóm Tranh, xóm Gành, xã Châu Sơn trước đây cũng thuộc huyện An Lão đại đội 1 đã có từ trước, phần lớn cán bộ, chiến sĩ là người miền Nam, còn đại đội 2 của chúng tôi mới vào, hầu hết đều là anh em các tỉnh miền Bắc. Đại đội 1 thường được giao nhiệm vụ, đánh cầu có địch canh giữ, cắt giao thông, mở đường qua các bãi vật cản trong đánh công kiên và một số nhiệm vụ chiến đấu khác. Đại đội 2 chủ yếu làm nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu, như làm đường, bắc cầu, vượt sông, thi công các sở chỉ huy và tham gia đánh giao thông, chặn đường vận chuyển tiếp tế của địch đánh quân đổ bộ đường không bằng các vật liệu nổ. Theo yêu cầu chiến đấu, sau này hai đại đội công binh còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, tác chiến được mọi loại địa hình như một đơn vị đa năng. Sau trận đánh tại Xuân Sơn, hai đại đội công binh được sát nhập thành tiểu đoàn công binh số 19 của sư đoàn bộ binh 3. Trước mắt, các đơn vị vẫn hoạt động mang tính độc lập dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm công binh sư đoàn. Thời gian đầu, trước khi bước vào mùa khô 1965 đến 1966 các địa phương thuộc huyện An Lão vẫn còn là một vùng quê yên tĩnh. Chúng tôi đóng quân trong nhà dân. Trước mặt phía đông là sông An Lão, phía tây dựa lưng và dãy núi Liên Hoàn. Các phong trào cách mạng của nhân dân từ khi bộ đội về đóng quân phát triển rất mạnh. Bộ đội chủ lực kết hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích thường xuyên luyện tập đánh địch càn quét diệt ác phá kềm, tuần tra canh gác bảo vệ cuộc sống yên lành cho nhân dân. Từ khi Mỹ đổ quân vào miền Nam, cuộc sống của người dân vùng này đã bắt đầu bị đe dọa. Trên vùng trời An Lão đã xuất hiện các loại máy bay ném bom, máy bay trinh sát thường xuyên hoạt động. Những người đã từng sống ở nơi đây hẳn còn nhớ, ban đêm, dọc theo hai bên thung lũng An Lão, máy bay bồ HOK của Úc chụp ảnh liên tục trong một thời gian dài. Dấu hiệu đó cho thấy đây là một trong những mục tiêu hủy diệt của Sư đoàn Không vận số một Mỹ trong hai mùa khô 1966. 1967 tại chiến trường Bắc Bình Định, Nam Quảng Ngãi. Trước những diễn biến không bình thường trên khu vực này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, như chuẩn bị đường cơ động từ vị trí đóng quân là xóm Chanh, xóm Mít, Vạn Tín, Vạn Trung lên dãy núi Hòn Trẻ, phía tây thung lũng An Lão, cơ động lên hướng Bắc Dốc An Toàn. Mặt khác chúng tôi xây dựng kế hoạch đánh địch nếu chúng đổ quân xuống đây. Máy bay bồ hốc hàng ngày vẫn cứ bay dọc theo hai bên thung lũng An Lão. Mỗi ngày hai lần, sáng khoảng từ 8 đến 9 giờ chiều tối khoảng 17 đến 18 giờ. Chúng bay rất thấp, súng AK hay CKC có thể bắn được. Chúng tôi đã tổ chức các trận địa phục kích bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh. Phía dưới xóm gành là đại đội 1, phía trên, trước xóm mít là đại đội 2, sử dụng súng máy 121 nhân dân tệ 7 để đón lõng. Hồi đó nghe người ta nói rằng, loại máy bay này súng phòng không từ 14 ly 5 trở xuống không bắn được, vì dưới bụng chúng có một lớp cao su chống đạn rất dày không thể xuyên được. Điều này chưa hẳn là như vậy, bởi trên địa bàn, trong thời điểm đó chúng chưa bị bắn rơi và chưa được kiểm chứng. Một ngày đầu của mùa khô tháng năm 1967, trong lúc tôi đang huấn luyện cho một phân đội về khoa mục bộc phá liên tục, trên sườn đồi phía tây xóm tranh, thì một chiếc đầm già, máy bay trinh sát L-19, bay từ hướng thị trấn Bồng Sơn lên. Sau khi qua khỏi xóm mít, chiếc đầm già đột ngột bay vòng trở lại. Tôi đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực giết từ xa, Chiếc đầm giả phóng một quả dốc két xuống ngay thao trường, nơi chúng tôi đang tập luyện. Linh tính báo cho biết đã gặp sự nguy hiểm. Tất cả đội hình được lệnh giãn ra. Cả tiểu đội nằm bẹp dí giữa các luống khoai lang. Đồng chí Nguyễn Minh Hiển, chiến sĩ đánh bộc phá, vừa chạy vào một hang đá gần đó thì cũng là lúc một quả bom napan rơi xuống chùm lên cửa hang. Đồng chí bị chết cháy. Liên tiếp những ngày sau đó, kết hợp với máy bay B-52 giải thảm dọc theo sườn núi phía tây thung lũng An Lão, các trận địa pháo ở Bồng Sơn, Thiết Đính, nhà thờ Bình Hòa, Thánh Giá và cả pháo biển ở hạm đội 7, bắn phá dữ dội vào các làng mạc dọc bờ sông, từ xóm Gành, xóm Chanh, xã Châu Sơn, lên xóm Mít, An Tín, Vạn Tín, Vạn Trung bị tàn phá nặng nề, hàng đoàn máy bay trực thăng đổ quân, càn quét, xúc dân đưa vào các ấp chiến lược xung quanh thị trấn Bồng Sơn và dọc trục đường số 1. Sau khi dùng bom pháo triệt hạ, một chiến dịch phát quang được bắt đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, đế quốc Mỹ và Tây Sai đã biến một vùng đất chủ phú, làng mạc đông vui, nhộn nhịp thành vùng đất chết. Cả thung lũng an lão không một bóng người. Làng mạc, cây cối, hoa màu khô héo. Trên trời, máy bay trực thăng, máy bay phản lực ngày đêm túc trực. Dưới đất là lính Mỹ tràn ngập. Mục tiêu của Mỹ trong mùa khô thứ nhất này là tiêu diệt quân chủ lực của ta. Trên chiến trường Bình Định, Quảng Ngãi, lực lượng mỹ và liên quân mở các chiến dịch tìm diệt ở vùng giáp danh và miền núi tại các vùng nông thôn đồng bằng chúng giáo diết thực hiện kế hoạch bình định dồn dân lập ấp cùng với mục đích là đẩy bật quân chủ lực của ta khỏi đồng bằng để tiêu diệt bằng chiến thuật trực thăng vận chúng tôi bắt đầu phân tán đại đội một xuống vùng giáp danh hoài nhơn phù mỹ đại đội hai bám và sườn núi phía tây thung lũng an lão từ đây chúng tôi quần lộn với địch khắp nơi trên địa bàn hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi suốt gần 10 năm trời, với quy mô tác chiến ngày càng lớn. Có thể nói thời gian cao điểm đánh phá ác liệt nhất của Mỹ ở chiến trường khu 5 tập trung vào hai mùa khô, 1966-1967, kéo dài đến năm 1969. Một buổi sáng mùa khô năm 1967, sau những đợt ném bom, bắn pháo dữ dội lên cao điểm hòn trè, phía tây thung lũng An Lão, Hàng đàn máy bay trực thăng từ hướng thị trấn Bồng Sơn, thuộc huyện Hoài Nhơn, Bình Định bay tới đổ quân xuống Hòn Trẻ. Lúc này đại đội hai chúng tôi đã sơ tán lên sườn đồi, dựa vào các hang đá để tránh pháo và sẵn sàng chiến đấu. Mấy chiếc HU-1A quân đảo nhiều vòng rồi hạ độ cao, cây cối trên các hang đá ngả nghiêng, tơi tả. Chiếc HU-1A như rừng hẳn, cánh quạt vẫn quay tít. Tôi ngồi dưới hang đá nhìn lên, thấy rõ thòng Mỹ, mặt đỏ như gà trọi tay lăm lăm khẩu đại liên, ngón tay để trong vòng cỏ như sẵn sàng nhả đạn. Lộ rồi, tôi nghĩ thầm. Bỗng từng chàng súng liên thanh và lựu đạn từ trên máy bay tung xuống. Khói lửa mù mịt, khét lẹt. Tất cả đại đội 2, dựa vào hang đá, sẵn sàng chiến đấu. Một toán lính Mỹ từ trên hòn trẻ tiến xuống, sục xạo khu vực hang đá. Tiểu đội trinh sát được phân công cảnh giới trước các cửa hang, mỗi người một hướng. Trời càng về trưa, càng nóng như đổ lửa máy bay trực thăng, hết tốp này đến tốp khác tiếp tục phóng góc két, ném lựu đạn xuống hàng đá. Chúng như bảy quả đen đang giành ăn. Mùi thuốc súng, mùi bom xăng tràn vào các cửa hang, ngập thở. Bỗng trước cửa hang đá hướng Tây, hướng Hòn Trè, tiếng súng rộ lên từng tràng. Nghe như có cả tiếng súng ạc của bộ đội ta. Tiếng máy bay trực thăng, máy bay phản lực cùng với tiếng bom, pháo âm ầm mãi cho đến chiều. Khoảng 16 giờ, địch cho trực thăng đáp xuống một đồi sim gần khu vực hang đá bốc quân đi tất cả chúng tôi mặt mũi lấm lem bơ phờ mệt mỏi cảnh vật nơi đây như vừa trải qua trận bão khủng khiếp những cây gỗ to đường kính hai đến ba tấc bị đạn pháo tiện đứt đổ ngổn ngang xung quanh bốn bể yên tĩnh lạ mọi người túa ra các hướng kiểm tra lại quân số tất cả bàng hoàng khi phát hiện hồ huy liễu một chiến sĩ trinh sát hy sinh ngay trước cửa hang xung quanh vương vãi mấy vỏ đạn ak song súng không còn, địch đã lấy đi mất. Rất có thể Liễu đã chiến đấu với toán lính Mỹ từ trên hòn trẻ xuống sục sạo. Sau những loạt đạn AK, anh đã hy sinh. Cả đại đội hai chúng tôi vô cùng thương tiếc. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ về anh. Quê anh ở xã Sơn Hàm, cùng huyện với tôi, cùng nhập ngũ một ngày, cùng biên chế vào đại đội hai công binh và cùng ở tiểu đội trinh sát với tôi. Anh có dáng người cao, thanh thoát. Tóc hai bên thái dương chảy dài xuống má thành hình dâu quai nón. Vậy là trong đợt nhập ngũ với tôi, đến thời điểm này, trong đại đội đã bị mất ba người, Nguyễn Minh Hiền, Hồ Huy Liễu và sau đó ít ngày là Trần Sĩ Mỹ. Quân số tiểu đội trinh sát nói riêng, đại đội nói chung, cứ thế vơi dần. Với sức mạnh về binh khí kỹ thuật và sức cơ động cao, chúng có lợi thế hơn ta gấp nhiều lần. Những chiến dịch tìm diệt với chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận, phượng hoàng tung cánh, phượng hoàng vồ mồi, bùa lưới phóng lao, năm được thực hiện khắp nơi trên cả ba vùng chiến lược trước sức mạnh và tương quan lực lượng trên chiến trường nghiêng về phía địch, quân ta đã nhanh chóng chuyển phương thức tác chiến cho phù hợp với tình hình trên chiến trường. Vừa đánh nhỏ, lẻ tiêu hao địch, vừa xây dựng lực lượng tạo thời cơ để tổ chức những trận đánh quy mô vừa, tiêu diệt nhiều sinh lực của chúng. Giai đoạn này chúng tôi thường áp dụng theo lối đánh của đặc công, đặc công hóa bộ binh, phát huy sở trường đánh đêm, tập kích vào các cụm quân giã ngoại của lính Mỹ khi vừa đổ quân xuống. Đã có những gương chiến đấu dũng cảm xuất hiện trong những ngày đầu đánh Mỹ tôi còn nhớ, trong một lần đi bám địch để tập kích tại thung lũng An Lão, tổ trinh sát chúng tôi do Nguyễn hữu Quang chỉ huy, đột nhập vào một toán lính Mỹ vừa mới đổ xuống và co cụm lại trên một gò đất gần chân núi. Anh Quang đi trước. Do trời tối và do địa hình cây cối lúc xúc, chúng tôi vào sát khẩu đại liên 30 của địch mà không biết. Khi phát hiện được tên xạ thủ Mỹ nằm bên khẩu súng thì cũng là lúc nó phát hiện được Quang. Thằng Mỹ cao, to ôm lấy Quang vật xuống đất. Anh Quang bình tĩnh, dí khẩu súng con 45 vào nách thằng Mỹ, bóp cò. Nó ngã vật xuống không kêu lên được một tiếng. Anh Quang vác khẩu đại liên về đơn vị. Hoặc như anh Phan Hành Sơn, một mình đã quần lộn với địch tại núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, diệt hàng chục lính Mỹ. Sau này các anh được đảng và nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng quân đội. Việc nhanh chóng chuyển phương thức tác chiến, vận dụng sáng tạo trong cách đánh, là những vấn đề rất mới và rất phù hợp trong thời kỳ đầu mỹ ồ ạt đổ quân vào miền nam trước một đối tượng lợi thế hơn ta về nhiều mặt chúng ta chưa có đủ điều kiện cần thiết để chiến đấu giữ đất giành dân hơn lúc nào hết vấn đề được đặt ra lúc này là tiêu hao tiêu hao ngày càng nhiều sinh lực địch chủ yếu là lính mỹ phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng vừa chiến đấu vừa rút kinh nghiệm thành những bài học đánh mỹ tìm và khoét sâu những điểm yếu cơ bản không thể khắc phục được của chúng phong trào thi đua diệt mỹ được phát động nổi lên rầm rộ trên khắp các chiến trường. Đánh nhỏ kết hợp với đánh vừa bằng mọi hình thức tác chiến, với mọi vũ khí trong tay nhằm tiêu hao, tiêu diệt địch khắp nơi. Với đặc điểm địa hình giáp danh, cho phép chúng ta không những áp dụng lối đánh tập kích ban đêm, mà ngay trong điều kiện ban ngày, ta cũng có thể chuyển sang đánh phục kích tại chỗ, hoặc phục kích vận động. Một ngày gần cuối mùa khô năm 1966, đại đội một công binh chúng tôi đang trú quân ven sườn đổi, dưới chân dãy núi Yến Luyện thuộc xã Cát Sơn, huyện Phủ Cát, tỉnh Bình Định thì trực thăng đổ một đại đội lính Mỹ xuống một chảng trống, trên con đường từ thung lũng Cát Sơn xuống cửa khẩu của ta ở dốc dài, đường đi xuống xã Mỹ Hiệp, huyện Phủ Mỹ. Theo phán đoán lính bộ binh Mỹ sẽ theo con đường mòn này đi ngược lên khu vực trú quân của đơn vị để lùng sục, tìm diệt quân ta. Con đường mòn đi qua một thửa ruộng rộng khoảng 50 mét, trèo lên cái dốc ngắn, cao khoảng 2 mét, lên tiếp phía trên dốc là đường bằng. Hai bên đường là rừng cây lúp súp và cao hơn mặt đường một bình độ rất thuận lợi để bố trí đội hình phục kích. Chúng tôi đã có dịp đi nghiên cứu trước đoạn đường này, do địa hình không cho phép, bắt buộc các đơn vị qua đây phải đi thành hàng dọc. Khi đến đầu dốc này, bộ phận lên trước tiếp tục tiến theo trục đường, lực lượng đi sau sẽ ùn lại dưới chân dốc để chờ nhau leo lên. Như vậy, lực lượng chủ yếu của chúng sẽ tập trung từ chân dốc ra phía sau. Chúng tôi bố trí một tiểu đội phục kích đón đầu ở đoạn đường trên dốc Đại bộ phận lực lượng của đại đội được bố trí phục kích trên đoạn đường từ chân dốc về phía sau khoảng hơn 100m, cách đường khoảng 40 đến 50m. Súng cối 82 và 60mm bố trí phía sau, bắn chặn không cho địch rút chạy. Với phạm vi như vậy, ta có thể diệt gọn được một trung đội lính Mỹ hoặc đánh thiệt hại nặng một đại đội của chúng. Đúng như dự kiến, sau khi đổ quân, binh lính Mỹ dưới sự yểm trợ của máy bay trực thăng và pháo cối, bắt đầu tiến theo con đường mòn đi ngược lên, đội hình rất dày. Trong khi máy bay quần lượn, đổ quân, đơn vị tôi đã kịp thời cơ động ra bố trí đội hình phục kích. Tại chân dốc, có con mương nước nhỏ chảy qua, nơi phán đoán đội hình phía sau của địch sẽ ùn lại chờ vượt dốc, tôi bố trí một quả min định hướng 10kg DH 10 kg, DH10 và giao cho một chiến sĩ trực tiếp quan sát điểm hỏa. Khoảng 10 giờ trưa, một tiểu đội 10 tên Mỹ leo lên khỏi dốc, tiếp tục theo con đường mòn đi tiếp. Ở phía sau đội hình đã ùn lại dưới chân dốc, chờ nhau leo lên một số tên giải rác theo sau đang ở ngoài ruộng. Đây là thời cơ tốt nhất để nổ súng. Tôi ra lệnh điểm hỏa quả mìn DH-10. Tiểu đội chặn đầu diệt tại chỗ bảy tên lính Mỹ trên đầu dốc. Ở phía sau từ chân dốc trở ra, lực lượng chủ yếu của ta nổ súng, tiến công vào ngay bên sườn đội hình địch. Cối 82-60 ly tập trung bắn chặn phía sau. Bị tiến công bất ngờ trên địa hình bất lợi. Cự ly giữa ta và địch chỉ 23 không mở chúng không kịp phản ứng. Pháo cối của địch mất hiệu lực bộ đội ta sung phong ra thu được trên trục khẩu AR-15 và Trung Liên. Tại Trần Dốc, địch chết chồng lên nhau vì bị quả mìn định hướng sát thương. Đứa mất đầu, đứa gãy chân, gãy tay, thịt, xương văng ra khắp nơi. Nhìn cảnh tượng mà thấy khiếp đảm. Chúng tôi đã diệt gọn một trung đội Mỹ trong thời gian rất ngắn, quân ta an toàn. Những trận đánh nhỏ lẻ, đạt hiệu suất cao như trên đã diễn ra khắp nơi, nhất là vùng đồi núi và vùng giáp danh miền Trung. Trong việc chuyển phương thức tác chiến, tùy theo từng điều kiện cụ thể trên từng chiến trường mà phát huy tối đa những lợi thế của từng đơn vị, không nhất thiết phải theo thứ tự từ đánh nhỏ, lẻ rồi mới đánh vừa, đánh lớn, xác định rõ mục tiêu lúc này là tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Cùng một thời điểm quân Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam năm 1966, trong khi chiến trường B3 đánh những trận phủ đầu quân Mỹ với quy mô cấp tiểu đoàn, trung đoàn, diệt gọn từng đại đội đánh thiệt hại nặng từng tiểu đoàn Mỹ thì ở vùng đồng bằng, vùng giáp danh quân khu 5, lúc đầu với điều kiện không cho phép, chúng ta đã chuyển sang phương thức tác chiến phân tán, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch bằng lối đánh tập kích, phục kích, vận động tiến công, phổ biến là tập kích ban đêm theo lối đánh của đặc công. Trong quá trình phân tán đánh nhỏ, lẻ, ta đã tổ chức những trận đánh quy mô cấp tiểu đoàn, trung đoàn và trung đoàn tăng cường, như đã nói ở trên một đặc điểm cố hữu của binh lính mỹ lúc mới sang chiến trường việt nam là chúng thường ỉ lại vào quân đông trang bị tối tân hiện đại dựa vào máy bay đại bác xe tăng nên thường hung hăng chúng như những con thiêu thân lớp này chết lớp khác tiến lên dàn hàng ngang tiến vào làng trước mũi súng của quân ta đây là thời cơ để ta tiêu diệt nhiều sinh lực của chúng trong những lần chúng đi càn quét quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều ngay từ đầu trên chiến trường chúng ta đã có cách đánh phù hợp với đối tượng tác chiến khoét sâu những điểm yếu cơ bản loại dần những yếu tố tạo nên sức mạnh của chúng sự sáng tạo trong cách đánh đã đưa nghệ thuật quân sự việt nam lên đỉnh cao đánh bại từng âm mưu chiến lược chiến dịch và chiến thuật của địch chỉ cần một tiểu đội một trung đội thậm chí một tổ chiếm lĩnh địa thế có lợi dựa vào công sự vững chắc ta có thể kéo cả một tiểu đoàn một trung đoàn địch ra khỏi công sự điều chúng đến những nơi bất lợi để tiêu diệt chúng lịch sử đã chứng minh thắng lợi của cuộc chiến tranh dựa trên cơ sở thắng lợi quyết định về quân sự trên chiến trường. Trong từng trận chiến đấu cũng vậy, lấy việc tiêu diệt sinh lực của đối phương, làm chủ trận địa là yếu tố quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ của trận đánh để đạt được mục tiêu của chiến dịch. Lính Mỹ bị tỏi khỏi vòng chiến đấu ngày càng nhiều sẽ góp phần quyết định làm thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho ta. Binh lính Mỹ trên chiến trường thương vong ngày càng nhiều, nhân dân trong nước Mỹ sẽ càng đấu danh kịch liệt buộc nhà cầm quyền phải đối phó cùng một lúc trên hai mặt trận là ở Việt Nam và ngay trong lòng nước Mỹ. Hậu phương rắc rối sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng binh sĩ ở chiến trường. Từ khi Mỹ đổ quân xuống chiến trường khu 5, giải đất miền Trung thực sự là lò lửa thiêu đốt các đơn vị thiện chiến Mỹ và các nước đồng minh trong những năm 1966, 1967 và các năm sau đó. Những tên núi, tên sông với những con người ở đây kiên cường, dũng cảm đã in sâu vào ký ức của những người lính chúng tôi những năm tháng chiến đấu ở đây đã trở thành kỷ niệm một phần cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của tôi những địa danh an lão hoài ân hoài nhơn phù mỹ phù cát an nhơn tuy phước với những đèo nhông đèo ngụy đèo cây sung đèo phú cũ dốc bà bơi dốc lết dốc dài dốc an toàn an đỗ thuộc tỉnh bình định tư nghĩa nghĩa hành ba tơ gia vụt bình sơn Sơn Tịnh, Đức Phổ, Sa Huỳnh, thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành vùng đất sinh tử của người lính chúng tôi. Chúng tôi làm sao có thể quên được những người dân ngày đêm bám trụ, phá bánh ấp chiến lược, về với cách mạng, đấu tranh trực diện trước mũi súng quân thù, sát cánh chiến đấu cùng với bộ đội, đào hầm, đắp lũy, tiếp tế, tải thương. Nếu không được sự giúp đỡ của nhân dân, sự sát cánh chiến đấu của nhân dân, chúng tôi khó có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Một tấc không đi, một ly không rời đó là khẩu hiệu hành động của quân và dân miền trung lúc đó nó không chỉ là quyết tâm mà là thực tế có thật trên chiến trường trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi